Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích khá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá. 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,9% là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm gần đây. Nhiều chỉ tiêu quan trọng như sản xuất lương thực, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, tỉnh ta đã khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án công nghiệp góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đều xấp xỉ hoặc đạt 50% kế hoạch. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được quan tâm. Đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. Mặc dù ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân tích, thảo luận và đồng tình với những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ra trong báo cáo đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2015 trình kỳ họp này. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu và với trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị. Kính thưa các quý vị đại biểu, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 diễn ra trong bối cảnh các ngành, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2010-2015 và đang gấp rút chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan toàn diện những thời cơ thuận lợi và cả những khó khăn thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp sau đây. Một là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 13,1% trở lên. Trước hết, đối với sản xuất nông nghiệp, phải làm tốt công tác chuẩn bị và chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt, phòng trừ dịch bệnh gắn với chăm sóc cây trồng để mùa vụ đạt năng suất cao, sản lượng cao nhất, hoàn thành chỉ tiêu lương thực của cả năm. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó cần tập trung nghiên cứu sớm ban hành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tháo gỡ khó khăn về thị trường đầu ra của sản phẩm, làm tốt công tác thông tin dự báo thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với các vùng trồng cây nguyên liệu gắn với chế biến như mía, sắn, cao su, luồng. Đối với sản xuất công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp hiện đang có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh liên doanh liên kết để có thêm sản phẩm mới đưa ra thị trường. Đối với các doanh nghiệp có sản lượng sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch hoặc cùng kỳ, phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, phân tích, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015 ở mức cao nhất. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa dây chuyền 2 xi măng Công Thanh vào sản xuất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia
lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án lớn như thép Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, thủy điện Trung Sơn, thủy điện Hồi Xuân, Bá Thước 1, dự án sản xuất dầu ăn tại khu kinh tế Nghi Sơn. Đối với khu vực thương mại dịch vụ, cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích nông dân và doanh nghiệp hợp tác đưa sản phẩm nông nghiệp sạch vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối và các siêu thị, nâng cao ý thức của người dân trong việc tiêu dùng sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ. Trên cơ sở thành công của năm du lịch quốc gia Thanh Hóa 2015 và việc khai trương quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC tại Sầm Sơn, phải tập trung nâng cao chất lượng du lịch Sầm Sơn, tạo điểm nhấn phát triển du lịch tỉnh nhà và mở rộng dịch vụ du lịch ra các lĩnh vực khác. Trong năm 2016, phải tập trung xây dựng đề án quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là kinh nghiệm mà một số tỉnh không hơn ta về tiềm năng du lịch, về di sản văn hóa, nhưng do làm tốt công tác quảng bá nên đã thành công trong phát triển du lịch. Hai là chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các nguồn dự án từ nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình dự án còn vướng về thủ tục đầu tư, tiến độ chậm, không có khả năng giải ngân hết vốn sang những công trình dự án có triển khai nhanh, khối lượng hoàn thành tốt để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các công trình xây dựng, nhất là các công trình lớn, trọng điểm, công trình đầu tư trên địa bàn miền núi, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đầu tư công, tập trung rà soát kiểm tra các dự án được giao đất cho thuê đất trên địa bàn, kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm quy định của pháp luật, làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư trong tỉnh ta. Ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều hành trong bộ máy cơ quan nhà nước từ tỉnh xuống đến cơ sở, thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết kịp thời có hiệu quả khiếu nại tố cáo của công dân, không để phát sinh thêm điểm nóng, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp và cho các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2015, thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải. Bốn là trên cơ sở tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, làm chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực ngay từ đầu năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Kính thưa các quý vị đại biểu, trên cơ sở xem xét thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Đồng thời đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân, các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất để ông Đỗ Trọng Hưng thôi giữ chức trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và tiến hành bầu ông Lại Thế Nguyên giữ chức trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Kính thưa các quý vị đại biểu, thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời chất vấn một số đồng chí giám đốc các sở và nghe đồng chí Chủ tịch Ban Nhân tỉnh báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Có thể nói, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tuy chưa đáp ứng hết được yêu cầu và mong muốn của cử tri trong tỉnh, nhưng đã có những đổi mới theo hướng thiết thực trong bầu không khí thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm,
và tập trung vào một số vấn đề quan trọng bức xúc được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh quan tâm. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp nghiêm túc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh và thực hiện đúng cam kết mà các đồng chí lãnh đạo các ngành đã hứa tại buổi trả lời chất vấn để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh vào kỳ họp cuối năm. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự đóng góp của các sở ban ngành, cảm ơn sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi xin gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Xin trân trọng cảm ơn.